Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con về dòng máy khoan đầy 2HT và chúng ta cùng xem máy có thể khoan được những mũi khoan có kích thước như thế nào. Với loại đất trên thì khô cứng, dưới thì ướt dẻo, còn chần chừ gì nữa chúng ta hãy cùng xem nào. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy mũi khoan có đường kính 10cm, nguyên liệu mũi khoan làm bằng thép hợp kim siêu cứng và bền. Lắp mũi khoan vào rồi gài chốt giữa mũi khoan lại là xong. Sau khi lắp mũi khoan xong, chúng tôi sẽ đưa máy ra nền đất khô cứng, ở trên bề mặt đất khô cứng, còn dưới sâu lại ướt và dẻo, bò lấy mũi khoan rất khó khoan. Chúng ta bật công tắc, khởi động máy, sau đó ngân ga để khoan. Bà con cùng theo dõi kỹ thuật viên khoan đất mũi đường kính 10cm nhé. Máy khoan đất cầm tay 2HB, chạy xăng được sử dụng nhiều và ưa chuộng hiện nay vì tính tiện dụng và di chuyển dễ dàng hơn so với chạy bằng điện. Với trọng lượng chỉ 10,5kg không quá nặng nên việc điều khiển và sử dụng cũng linh hoạt và đơn giản, giúp việc trồng cây trở nên không quá mất nhiều thời gian, nhất là những loại cây công nghiệp lâu năm trên loại đất khô cứng. Sau khi khoan thử mũi khoan đường kính 10cm xong, bây giờ chúng tôi sẽ tháo mũi khoan 10cm ra, sau đó lấy mũi khoan đường kính 15cm để lắp vào khoan thử cho bà con xem. Các tháo giác các mũi khoan đều giống như nhau, rất đơn giản, chỉ việc gỡ chốt ra rồi thay mũi khoan, sau đó cắm chốt lại là xong. Khi bà con khởi động cho máy nổ, chuẩn bị khoan, bà con lưu ý dựng đứng máy khoan đất lên, tư thế khoan dạng hai chân ra trụ vững, dùng hai tay cầm chắc lấy cần máy khoan, sau đó bóp tay ga để cho máy bắt đầy khoan. Khi mũi khoan xuống sâu được 1/3, chúng ta nhấc nhẹ máy khoan lên để cho đất dính trên mũi khoan rơi ra, sau đó chúng ta tiếp tục khoan xuống, như thế người cầm máy khoan sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Chúng tôi vừa khoan thử mũi khoan đất có đường kính 15cm xong. Bây giờ chúng tôi sẽ tháo mũi khoan 15cm ra, sau đó lấy mũi khoan đường kính 20cm. Cách tháo giáp các mũi khoan đều giống như nhau, rất đơn giản, chỉ việc gỡ chốt ra rồi thay mũi khoan, sau đó gắn chốt lại là xong. Mời bà con cùng xem dòng máy khoan đất cầm tay 2HB này khoan đường kính mũi khoan 20cm như thế nào nha. Chắc chắn bà con sẽ rất bất ngờ về sức mạnh của một máy khoan cầm tay nhỏ bé này có thể làm được. Máy khoan đất trồng cây 2HB được nông dân sử dụng rộng rãi trong việc khoan đất. Khung máy rất chắc chắn, an toàn cho người sử dụng khi khoan. Cổ bình xăng lớn được chế tạo thẳng đứng tránh xăng đổ ra ngoài. Bộ nòng có dung tích xi lanh lên tới 54cc. Động cơ hai kỳ xăng pha nhớt giúp máy có khả năng vận hành ưu việt tốc độ lớn, công suất mạnh rất khỏe. Hộp số tự động của máy khoan lỗ trồng cây và mũi khoan được làm từ hợp kim thép có độ bền cao. Công dụng của máy khoan lỗ trồng cây 2HB trong cuộc sống. Đối với ngành lâm nông nghiệp thì việc đào đất hố trồng cây rất mất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Nhiều khu vực đồi rừng hoặc đất vườn địa chất đất rất khó có thể đào hố trồng cây bằng tay. Vì thế máy khoan đất trồng cây giúp cho bà con nông dân tăng năng suất hiệu quả hơn trong việc trồng trọt cây cối. Mặt khác, chủ động hơn trong việc phải tìm kiếm nhân công đào hố trồng rừng. Máy khoan lỗ trồng cây ra đời cải thiện sức lao động cũng như hiệu quả. Máy có thể đào được tới 500 hố trên một ngày, hiệu quả hơn rất nhiều so với đào tay. Ngoài ra máy còn rất nhiều loại mũi đường kính khác nhau, giúp linh động hơn trong việc đào đường kính từng hố, thích hợp cho việc trồng từng loại cây khác nhau. Bây giờ chúng tôi sẽ lấy mũi khoan có đường kính 25cm, khoan trên nền đất khô cứng, ở trên bề mặt đất khô cứng, còn dưới sâu lại ướt và dẻo, có lấy mũi khoan rất khó khoan để xem kết quả như thế nào nha. Cấu hình máy khoan đất chạy xăng 2HB, động cơ xăng pha nhớt, công suất 1,8kW, dung tích bình xăng 0,9 lít, trọng lượng máy năng 9,5kg, sử dụng máy một người, sử dụng mũi khoan tối đa 25cm, được trang bị với tay lái giảm rung mới cho phép kiểm soát tuyệt đối của cấp độ và độ sâu khoan. Lốc máy được xử lý một cách tinh vi và tỉ mỉ, khung sắt chắc chắn, dễ vận hành. Tay cầm chắc chắn tạo cảm giác thoải mái, an toàn cho người sử dụng. Chúng tôi vừa giới thiệu đến quý bà con dòng máy khoan đất 2HB. Nếu như bà con quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên dưới video để được tư vấn hỗ trợ lựa chọn sản phẩm phù hợp cho bà con. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy
và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.